đâu. Ok, một đỏ, đỏ đô, đỏ đô, chú mặc áo đỏ đô, chú anh Điền xuống nha cô chú anh Điền. Thông thương cô thông thương quậy mà không phải nghe cô đọc kinh mà giảng bên thầy á hay dữ dằn luôn. Con nghe lâu rồi nhưng mà bây giờ con nghe lại con cảm thấy hai ngày đó mắc hay là bị bể gì đó con không biết. Thảo bên đây có lên không? Có Thảo không ta? Có. Dạ có. Ở ngoài quán. Có vậy hả? Nay ra quán cà phê. Mình chú Thanh Điền chồng của cô Thanh Huệ. Bạn này bên kia biết em chứ. Đó còn đây là bà ông chồng của bà xã 15 hết. Chú Thanh Điền. Nãy em tưởng chú không xuống chứ. Anh hỏi cô kia nói. À. Chú Thanh Điền đang đứng đây bên người trái nha cô chú. Đứng từ xa quay vô em đứng gần cho được để cho chú. Alo. Để đó đi, đừng mang tới, để đó đi, để đó lát gọi bà sao không như vậy, để đó đi khác, sao tôi gọi. Đó, chú Thanh Điền đang ngồi trước mộ vợ yêu của mình. Sao lấy dù che cho đỡ nắng? Kinh khủng cô chú. 80 độ. Có đâu, nó là tầm 10, 45. Nãy em nghe anh lo 80. Chú còn biết không biết tuổi chú. Hình như có cái nhóm của mình thấy nó im ha. Đúng rồi. Thanh tịnh ha. Tôi bình tĩnh, có thấy không? Có thấy bình tĩnh không? Để dành những phút mà cô chú thắp hương. Mấy cô chú mà khán giả quen thuộc coi thì hiểu. Tại mình quay chú của chúng mình ở đâu mình chỉ lâu lâu mình hỏi một câu thôi chứ mình đâu có gì đúng rồi. Đâu mà đó chú lịch sự lắm khi mà khán giả mấy cô chú khán giả coi này hiểu cô... thì hiểu đúng rồi đó. Nãy lên nhà cũng đi à cô cháu dạ những ngôi nhà chào chị cháu chú tại vì muốn chơi chở người ta mà không ai chịu hết thôi. Mình đứng từ xa. Anh Phương với anh giàu giống như là vệ sĩ luôn chứ không tiền luôn á. Bây giờ chú qua bên mộ của cậu Năm.
Cháu của chú qua thắp hương nãy luôn. Đốt nhang đốt hương cho chú Vũ Linh. Hiện việc gấp nhiều không? Bây giờ chú đi đốt hương này đây. Anh Phương đâu rồi? Anh đâu thương anh Ngọc. Qua hoa thì sao anh đứng đây? Bây giờ thì chú đi hấp những cái ngôi mộ xung quanh mộ cô Hành Diêm Huệ nha cả nhà. Cái video của Hiền Tiên kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.